Đi quay phim, vợ chồng Thế Thành Thúy Diễm mải mê tình tứ, đạo diễn bực bội tố cáo. Vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành có hành động lạ khiến đạo diễn bóc phốt. Không chỉ là cặp đôi đẹp ngoài đời, trong phim Lương Thế Thành Thúy Diễm cũng kết hợp ăn ý. Cả hai đã từng đóng chung với nhau rất nhiều phim như Trái Tim Hoa Hồng, Rau Muống Tháng 9, Ranh Giới Tình, Ải Mỹ Nhân. Mới đây Thúy Diễm Lương Thế Thành lại cùng nhau tham gia dự án Gia Đình Là Số 1 của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung. Sau thành công của phần 1, đoàn làm phim đang ghi hình gấp rút để phát sóng phần 2 trong thời gian tới. Được biết, dự án này là sự kết hợp đầu tiên kể từ khi Thúy Diễm và Lương Thế Thành về chung nhà. Cặp đôi Thúy Diễm Lương Thế Thành tỏ ra vô cùng phấn khích trên phim trường. Chứng kiến tình cảm mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ, đạo diễn Nguyễn Nhật Trung lầy lội bóc phốt. Đầu năm quay cảnh bệnh viện làm như khoái bệnh viện lắm hay sao mà thấy vợ chồng cười toe toét vậy? Nguyên văn dòng chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung trên trang cá nhân, vị đạo diễn dí dỏm này không ngại tác tên Lương Thế Thành vào dàn mặt. Lúc ôm lại kịch bản trước khi ghi hình, cặp đôi còn nhí nhố sống ảo. Khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng Thúy Diễm Thế Thành trên phim trường. Nhìn những hình ảnh này, khán giả cũng đoán ra được bối cảnh của bộ phim là trong bệnh viện và sẽ có một chuyện tình đẹp tại đây. Trước lời dạy dỗ của đàn anh, nam diễn viên Lương Thế Thành đáp lại lầy lội không kém. Khoái vậy lắm, làm như vậy mới thỏa mãn và hài lòng thì phải. Đạo diễn Nhật Trung đành cười trừ. Ngọc Quyên tố chồng Việt Kiều ngoại tình, cây cú vì khoản chu cấp cho con. Ngọc Quyên cho biết chồng cũ không mấy vui vẻ cây cú khi ly hôn với cô vì phải chu cấp hơn 100 triệu mỗi tháng cho hai mẹ con. Tưởng chừng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên trời tay của Ngọc Quyên và chồng bác sĩ sẽ bền vững theo 5 tháng thì họ đã đứt gánh sau 4 năm chung nhà vào tháng 10, 2018. Chồng cũ của cụ người mẫu cho biết cô chủ động đề nghị ly hôn và đi đóng lệ phí. Về lý do hôn nhân tan vỡ, chồng cũ của nữ người mẫu cho biết hai vợ chồng bất đồng quan điểm và không tìm được tiếng nói chung. Ngọc Quyên quá vội vã trong cuộc hôn nhân đầu tiên khi quyết định đám cưới chỉ sau một tháng quen nhau. Sau chia tay, Ngọc Quyên không trở lại Việt Nam để theo đuổi con đường nghệ thuật, mà chọn lập nghiệp ở xứ người. Từ một chân dài đình đám của làng mốt và diễn viên tài năng, nay cô phải vất vả bán hàng online và một tay nuôi con. Đáng khen ở Ngọc Quyên là tinh thần vượt khó và chấp nhận với cuộc sống, và cô không trách móc gì chồng cũ. Tuy nhiên, gần một năm sau ly hôn, chính chồng cũ đã lên tiếng tố Ngọc Quyên bán hàng kém chất lượng, khiến khán giả nhìn vào cũng khó chịu. Cụ siêu mẫu cho biết chính bác sĩ Richard Lê đã tự nguyện nhường lại nhà và xe cho mẹ con cô, chu cấp mỗi tháng 5.000 đô, chứ người đẹp không hề đòi hỏi. Tuy nhiên, cô nghi ngờ chính việc chu cấp thời gian dài đã khiến chồng cũ cay cú nên có những hành động không hay. Cô bộc bạch, tôi và anh ấy ly hôn thuận tình, tôi không đòi hỏi mà phân chia tài sản chu cấp sau ly hôn. Tất cả đều do anh ấy đề nghị, không hiểu sao anh ấy lại tức giận, khó chịu với tôi như vậy. Nếu thật sự tôi bán sản phẩm kém chất lượng, anh ấy phải phản ứng từ trước, chứ không phải đến khi ly hôn mới lên tiếng. Không chỉ thế, Ngọc Quyên cũng hé lộ thông tin rằng chồng cũ đã ngoại tình, dẫn đến nhiều cuộc cãi vã kéo dài khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngọc Quyên mong câu chuyện ồn ào với chồng cũ nhanh qua đi để hai mẹ con cô có cuộc sống bình yên. Nhìn Ngọc Quyên của hiện tại, mọi người mong cô bình tâm để làm chỗ dựa cho con trai. Hy vọng trong thời gian tới, nếu cuộc sống ở Mỹ khó khăn, Ngọc Quyên hãy quay lại quê nhà vì khán giả vẫn sẵn sàng ủng hộ và chào đón cô. Phương Thanh bất ngờ công khai việc đuổi chị dâu ra khỏi nhà vì lén lút ngoại tình. Chuyện nhà cửa của Chanh và bà chị dâu ngoại tình liên quan với nhau cùng một lúc, Chanh mới đuổi ra khỏi nhà vì gian tà, Phương Thanh viết. Phương Thanh tố cáo chị dâu ngoại tình. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ công khai chuyện riêng của gia đình cô liên quan tới người chị dâu. Theo lời của Phương Thanh, chị dâu của cô đã lén lút quan hệ bất chính với một người đàn ông khác trong khoảng thời gian rất dài. Đến một ngày, anh trai cô vô tình cầm điện thoại của vợ nghe, thì thấy đầu dây bên kia âu yếm gọi vợ mình là bà xã tương lai. Dù biết được câu chuyện đau lòng đó, anh trai Phương Thanh vẫn quyết định sẽ giữ im lặng cho đến khi người nhà của ông bố tung hê mọi thứ trên mạng xã hội. Một thanh niên tố cáo chị dâu Phương Thanh quan hệ bất chính với bố mình được đăng tải trên mạng xã hội. Người đàn bà nói dối với bồ em ly thân chồng em 10 năm rồi. Ông bồ đã gọi người đàn bà này là bà xã tương lai. Ông chồng ở nhà vẫn tin tuyệt đối vợ. Ông chồng không biết lên mạng ít giao tiếp nên không nghe ngóng thông tin bên ngoài. Vẫn tin vợ bất chấp gia đình đã thu thập được nhiều thông tin về bà vợ ngoại tình. Ông chồng vẫn không tin ai hết ngoài vợ. Vợ vẫn đi ra ngoài với bồ.
Ông chồng vẫn không hay biết gì, cho tới một ngày tin nhắn điện thoại của bồ gọi vợ mình là bà xã tương lai. Ông chồng điên lên phóng xuống nhà em gái ông bồ, thì được người ta trả lời, vợ của anh nói đã ly thân chồng 10 năm rồi, mọi việc rơi vào im lặng. Ông chồng im ru, vì sao chỉ có ông chồng biết? Vì ông còn có hai đứa con. Con trai của người bồ bà vợ gọi điện thoại nhắn tin, báo cho ông chồng nói rằng vợ ông chưa ly dị, nhưng đã quen với bố tôi. Ông chồng vẫn im lặng không tin, nên không trả lời cậu con trai kia. Cho tới một ngày anh con trai đọc được thông tin trên Facebook. Em ông chồng về vợ ông ta, mọi thông tin được vỡ lẽ ra, Phương Thanh viết trên trang cá nhân. Muốn được đối chất các bên một cách công khai, sau khi sự việc bị vỡ lẽ, gia đình Phương Thanh đã có những động thái mạnh mẽ gay gắt với người chị dâu. Phương Thanh kể, cô đã quyết định đòi lại căn nhà từng cho gia đình anh trai mượn để sinh sống. Thế nhưng Phương Thanh bị chị dâu chửi mắng đòi đánh khiến cô ức. Đó cũng chính là lý do khiến Phương Thanh quyết định nói ra hết mọi thứ trên mạng xã hội, với mong muốn có thể giải quyết triệt để được sự việc này. Cả nhà cho em lộ việc gia đình lần cuối cho xong, vì bà chị dâu nhà này cũng kinh khủng lắm, nên em phải nhay với bà để công khai. Bà ta mới chịu lộ diện, chứ không toàn đứng sau lưng, nói sai hết đi tất cả, làm cho mọi chuyện rối tung cả ba bên gia đình, sống mà cái mồm nó xạo là không được với chanh, cô viết. Phương Thanh kể thêm, chuyện nhà cửa của chanh với bà chị dâu ngoại tình liên quan với nhau cùng một lúc, chanh mới đuổi bà ra khỏi nhà vì gian tà. Gia đình muốn họp mặt kính để giải quyết, bà này cứ đứng sau lưng chồng, để ông anh mình ra giải quyết, nhất định không ra mặt cho tới hôm nay luôn. Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng cho biết người chị dâu đã có động thái kiện cô vì đã vu khống chuyện ngoại tình. Đêm khuya qua, chanh nhận được thông tin chị dâu nói kiện chanh vì vu khống chuyện bản ngoại tình. Nếu kiện ra, chanh sẽ mất hết danh tiếng. Không biết bà nghĩ sao chuyện nó lại đơn giản như thế. Chanh đây đang mong bà ta lên tiếng bữa giờ cho sự việc mau kết thúc. Chứ nếu chanh xử lý ra mặt gắt quá cũng không được, cô nói. Phương Thanh khẳng định cô sẵn sàng đối chất một cách công khai để tìm ra lẽ và kết thúc tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng. Bị nghi UST còn Lan Ngọc chỉ là nữ phụ đam mỹ, chị dân phát biểu như đổ thêm dầu lửa. Tưởng Lan Ngọc là nữ chính ngôn tình, hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ, chuyện tình ngày càng rắc rối. Chuyện tình cảm của các sao Việt luôn là đề tài được các khán giả rất quan tâm. Đặc biệt là những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng tình Tây Ba. Cụ thể, thời gian gần đây, truyền thông khá đau đầu với chuyện tình chẳng biết thế nào mà lừng giữa ST Lan Ngọc Chi Dân. Trước đó, ST và Ninh Dương Lan Ngọc đã có nhiều khoảnh khắc khá thân thiết, thậm chí còn thả thính nhau rất vô tư, nên nhiều người rất hy vọng cả hai là một đôi thực sự và sớm công khai tình yêu. Tuy nhiên, chờ mãi cũng chẳng thấy kết quả đâu, mà sau đó thì Lan Ngọc lại bị chụp được những khoảnh khắc thân thiết với Chi Dân, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Nhiều người cho rằng Lan Ngọc và Chi Dân đang yêu nhau, nhưng cả hai vẫn chẳng hề lên tiếng về chuyện này. ST và Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều người ủng hộ đến với nhau, cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Không chỉ với ST, với Chi Dân thì Lan Ngọc cũng khá thoải mái, cả hai cùng bị bắt gặp nhiều lần đi ăn, đi chơi cùng nhau. Câu chuyện còn rối ren hơn nữa khi mới đây, một fan đã bắt gặp Lan Ngọc cùng Chi Dân và ST đi ăn cùng nhau, trong khi đó Chi Dân và ST lại ngồi cạnh nhau. Sau những bức ảnh này, những suy đoán Lan Ngọc yêu Chi Dân hay yêu ST tạm thời được gác lại, thay vào đó lại là nghi ngờ về tình cảm giữa Chi Dân và ST. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu có khi nào Lan Ngọc không phải là nữ chính ngôn tình trong chuyện này mà chỉ là nữ phụ đam mỹ. Và mới đây khi được phóng viên trả lời về chuyện này, Chi Dân đã có phát biểu khá mập mờ. Anh cho biết cả ba đều là bạn, không hề có cặp nào cả và không muốn nói thêm về chuyện tình cảm, bởi tình cảm thì cũng có lúc thay đổi. Bên cạnh đó, anh muốn khán giả hãy quan tâm đến các sản phẩm âm nhạc của mình. Mới đây, Chi Dân, Lan Ngọc và ST bị chụp ảnh khi đi ăn cùng nhau. Câu chuyện tình cảm bắt đầu trở thành khó giải thích. Chi Dân mới đây đã đến ủng hộ ST ra mắt sản phẩm mới, hai người chụp ảnh khá thân thiết. Chi Dân chia sẻ về nghi vấn cặp kè ST, còn Lan Ngọc thực chất chỉ là nữ phụ trong cuộc tình đồng giới. Phản ứng của Hải Băng khi thấy chồng tậu nhà tiền tỷ nhưng vẫn đập tan nát. Vì gia đình thêm thành viên nên vợ chồng Hải Băng đã quyết định chuyển nơi ở mới với diện tích rộng hơn để tiện sinh hoạt. Mới đây trên trang cá nhân, Hải Băng vừa đăng tải hình ảnh khoe khoảnh khắc diễn viên Thành Đạt vừa lo chu đáo việc cúng kiến vào ngày rằm tháng giêng. Có thể nói không phải người đàn ông nào cũng chăm chút những chuyện giúp vợ như thế này. Sự tỉ mỉ của ông xã đã phần nào giúp cô yêu chồng nhiều hơn. Tuy nhiên, Hải Băng cũng không quên than thở về tính cách của Thành Đạt. Cô chia sẻ, có ông chồng ngộ lắm, rất thích đập phá, ở chung cư ông đập, xuống đất ông lại đập tiếp, và thêm một cái nữa là nhạc gì cũng nhảy, cỡ nào cũng chiến.
Trước đây, vợ chồng Hải Băng sống ở một căn hộ chung cư cao cấp với diện tích cũng khá rộng. Tuy nhiên, cả hai quyết định mua nhà lớn dưới đất để đủ không gian sinh hoạt cho cả nhà. Có thể thấy, chồng của nữ ca sĩ là quyết định đập phá hết mặt tiền của căn nhà, dù mọi thứ đều đang rất mới mẻ. Vừa mua một căn nhà mới nhưng Thành Đạt lại rất chịu chi khi quyết định thay đổi lại diện mạo không gian sống. Tuy nhiên, dù bận rộn nhưng Thành Đạt không quên giúp vợ lo liệu phần cúng kiến. Theo đó, giọng ca Viên Đá Nhỏ đang mang thai lần thứ ba, và như lời cô tiết lộ thì đây là một bé trai. Dù bác sĩ đã cảnh báo những nguy hiểm trong lần có bầu sớm này, nhưng cô vẫn quyết định giữ lại em bé trong bụng. Lui về hậu trường, Hải Băng dành thời gian chăm con nhỏ và phát triển công việc kinh doanh. Cô may mắn khi được chồng cưng chiều và yêu thương, Thành Đạt cũng rất ủng hộ quyết định của vợ trong lần mang thai thứ ba này. Có thể nói Hải Băng là một trong những thành viên hạnh phúc nhất của nhóm Mây Trắng ở hiện tại. Cô có được công việc ổn định, chồng yêu thương và các nhóc tì đáng yêu.